Trương Văn Thanh thì đừng hỏi những người khác. Cái quan điểm của em như nào nhé, anh Quốc bảo Khôi nhé. Tức là anh hỏi bảo là em ơi anh chơi gondola như thế này, trong không gian 20m2 có cần lo súp hay không? Thì câu hỏi như này đấy, nó sẽ là hỏi theo cái gu chơi của cái người mà anh đang muốn hỏi. Nếu gu chơi của em là người thích nghe như lo siêu trầm chẳng hạn, thì em nói ô anh phải thêm lo súp vào chứ, ai chơi như thế. Chứ nó không phải là chơi cho anh. Thế anh đang hỏi là hỏi theo cái kinh nghiệm của người khác, nhưng mà nó cho cái trường hợp của anh, có thể nó đúng có thể không nhá. Nó giống như kiểu việc đẽo cầy giữa đường ấy. Mình không thể hỏi rằng là anh có nên chơi cái loa này hay không, hay loa kia hay không, anh có nên chơi thế này hay chơi kia không. Thì câu trả lời đúng nhất ở đây là gì? Mỗi người sẽ có một cái sở thích, một cái gu chơi, một cái phong cách, một cái khả năng thẩm âm khác nhau, nhu cầu khác nhau. Thì mình không có một cái tiêu chuẩn nào chung cho tất cả mọi người được. Nó như này này. Với người nào mà thích loa siêu trầm thì họ chắc chắn một điều là phòng nhỏ không to người ta vẫn lắp loa siêu trầm, nhưng không có nghĩa nó sẽ đúng cho tất cả mọi người. Đấy, chỉ với đúng người nào mà thích nghe loa siêu trầm, thích tiếng bass mạnh hoặc là thích uy lực thôi. Nó không đúng cho những người mà không thích loa súp, hoặc là cái loa nó tốt rồi anh không cần phải nghe súp nữa, đúng không? Có những đôi loa rất tốt nhưng tiếng trầm đánh uỳnh uỳnh, thì lúc đấy thì mình phải nghe thực tế với cái chất âm của cái loa đấy trong cái không gian như thế, và với cái cá tính nghe của anh, cái sở thích của anh ấy, thì anh đã thấy nó phù hợp hay chưa, nó đã đủ hay chưa. Em nói nôm na giống như một cái bát phở đấy. Cái câu chuyện này em nói rất nhiều. Mình ăn một bát phở, mình đến quán ăn, mình gọi một bát phở ra thì chủ quán mang chúng ta bát phở ra, trong đấy đã đầy đủ gia vị rồi, đúng không? Lúc đấy mình có thể là ăn được luôn rồi, lấy cái đũa chén luôn thôi. Nhưng tại sao một số người bảo là phải cho thêm tương ớt vào ăn để cho nó cay, có người khác thì bảo phải cho thêm tí chua chua vào, bát tí chanh vào, có người khác thì bảo ăn tí rau sống vào nữa. Thì cái ăn cái này hay ăn cái kia thì nó tùy theo sở thích mỗi người, đúng không? Người không thích ăn cay chắc chắn một điều người ta sẽ không cho tương ớt, người không thích ăn chua người ta sẽ không cho chanh nữa. Thì giống như anh vậy, anh không thích cho trầm thì anh không cần loa trầm nữa. Và nếu mà anh là người thích tiếng trầm, cảm thấy loa nó chưa đủ chẳng hạn, chưa đủ phê chưa đã, thì lắp thêm loa siêu trầm vào. Thì cái đó nó phải phụ thuộc vào ở anh, chứ không phải phụ thuộc vào ở em hay là phụ thuộc ở loa. Mình phải thực tế một tí thì mình cứ chỉ chơi thử đi, mình cảm thấy là nó đủ rồi, nghe thế này được rồi, ok anh cũng không cần phải nhu cầu cao hơn, chơi vậy thôi, $1 thôi được, khoảng 20m2. Còn nếu trường hợp bảo nghe một thời gian mà cái trình độ nghe của mình nó lên cao rồi, hoặc là cái nhu cầu của mình nó thay đổi và mình thích nó phải khác biệt hơn một tí, thích tinh trầm nó lại sâu nặng hơn, thì mình mua loa siêu trầm lắp thêm vào. Thì câu chuyện đây nó giống như cái chuyện mà anh em mình đẽo cầy giữa đường ấy. Đừng đi hỏi người khác, hãy hỏi bản thân mình nhu cầu của mình là cái gì, xong hỏi những người như em này, em tư vấn cho. Ví dụ như anh đang thấy bảo em ơi anh thấy nó yếu đuối đuối nhỉ, thiếu bát đã, thì bây giờ có giải pháp nào khắc phục hiện tượng đấy không, thì lúc đấy mình lắp thêm loa siêu trầm. Hay một số anh em bảo ồ em ơi anh nghe thấy tiếng nó thiếu xếp, nghe nó tiếng nó nhạt nhẽo lắm, anh thích nghe nó lung linh hơn, nó nịnh tai hơn chẳng hạn, thì lúc đấy mình lắp loa siêu chép. Thì em sẽ tư vấn cho là như vậy, thì nó sẽ phù hợp với anh trong cái điều kiện đấy, với trường hợp của anh luôn, nó không phải là đúng cho tất cả mọi người, vì âm thanh đấy mỗi người một kiểu, mỗi người một sở thích. Okay, let's go.